Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3 ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, đêm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 87%. Khu vực miền núi phía Tây, nhiều mây đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 18 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, đêm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 80%. 84 đến 87%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió tây bắc cấp 3 cấp 4, có lúc cấp 5, đêm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 85%. Thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 11, đêm và sáng có nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có nơi hửng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, đêm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 25 độ độ ẩm trung bình 80 đến 87%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.